Hôm à, nọ em bảo chị ông có lên bảo với anh chị không? Thế thì cho ông sò dùng độ tầm 2-3 tháng chị nhá. Ông nó đi cái chỗ này đi thẳng cái cây sò mọc cái dưới này. Rồi không? Thế thì phải check check cho mày tí không ạ? Ném qua cái cây đấy đi. Vâng ạ. Cái hồn tớ mới. Vô cao một thẻ này cả. Cuốn tớ rồi. Dạ. Vâng ạ. Phải kiếm dây đi theo nhá. Không mà trèo lên cây xong không có dây lại xuống đấy. Chắc chưa không? Chắc mấy rồi. Giờ là phải có đá, ông phải xem đá nhỏ nhỏ ấy. Ôi, nhưng mà có trao không? Đôi. Chào lời xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sao đơ thế? Ông đi đâu rồi? Hả? Ông đi đâu rồi? Đi nhà đi nhà Quyết hay là không biết? Đây bây giờ mẹ khoanh tay chào con các bà nào. Chào các ông các bà. Thế là ông đi nhà Quyết rồi à? À vừa rồi thì cháu được có xuống thì có điện cho ông nói rằng là cho ông lên trên nhà Quyết để hỏi bố mẹ Quyết xem là có cho kéo đường điện không và lên để mà xem công tơ của nhà Quyết là như thế nào nữa các bác. Và hôm nay thì cháu được cũng đã mua lên là 100 mét dây điện Trần Phú này các bác này. Và thêm là một số đồ cũng như là bóng điện này, là ủ điện mọi cái nữa. Đấy Mạnh, bây giờ Mạnh cầm cái này đi nhá. Đây cầm cái này nhá. Đây cầm cái này đi, cái đấy không cầm được đâu. Đây cầm đi. Đây. Đâu đó là tầm là gần 15 cân nữa các bác ạ. Rất là nặng. Đây và xuống thì cũng nói với ông thêm một điều nữa các bác. Ở đầu video cháu Lực cũng xin được bật mí là hôm qua thì cháu Lực có nhận được khoản của bác Xuân Vũ là gửi cho cháu Lực đưa cho ông để cho vào nhà quý của hai ông cháu là thêm 5 triệu nữa các bác ạ. Đấy, rất là cảm ơn tấm lòng vàng của bác Xuân Vũ. Tại bây giờ thì lên nhà Quyết nhá. Có đi không? Đi dép vào đi. Thế mẹ ở nhà nhá. Ôi ôi, tay bị làm sao đây, xem nào. Ôi ôi đây này. Ôi nào, chú xem nào. Ôi ôi. Cái gì cắt phải tay đấy mẹ? Hả? Cái gì cắt phải tay? Chắc là đi nghịch dao này của bác này bị cắt ở tay rồi. Hôm nay thì không biết là có mang theo cái băng gâu không. Ôi hình như là không có mang theo băng gâu rồi của bác ạ. Để lấy cho Mạnh sau vậy. Nào Mạnh có đi không? Mạnh có đi cùng chú không? Đi nhà Quyết đi. Đi dép vào nhá. Hãy cầm cái đấy về nữa. Đấy, Mạnh thì là năm nay là học hết lớp 5 tuổi rồi các bác ạ. Sang năm sau thì lên là lớp 6 rồi. Đấy, hôm qua thì cháu Lực có bảo với em Quân là đi xuống đây để mà hỗ trợ ông là đi lấy thêm cây cột để mà làm cái cột dây điện không bác. Đây à, không biết là cho trâu đấy nhỉ. Đi đi mày. Rồi đi đi. Trâu rất là to của bác con trâu này. Đấy bây giờ thì mấy anh thợ cũng lấy cắt vào cho cháu Lực lộ là ít nhất là được tầm 7 tầm độ là 9 đến 10 khối rồi các bác ạ. Đấy và gạch thì hiện tại thì cháu Lực đang cho anh lấy vật liệu là lấy gạch vào. Quên vừa rồi quên để cái bóng điện ở trong nhà. Lại cầm lên đây rồi.
Ngày hôm nay thì kéo điện này của bác này, thì cháu Lực lại tiếp tục là gọi em Quân là đi xuống cung cháu Lực để mà kéo ống điện, kéo dây điện. Rồi, đi lên rồi nhá, nhanh nhá. Sang năm sau Mạnh thì nếu mà đi học lớp 1 đó các bác thì sẽ cho Mạnh là ở trên trường luôn, ở trong ký túc xá đấy các bác. Đi cẩn thận Mạnh nhá. Người thì gần cao bằng cây lúa đấy. Ôi rồi, lúa đã chín rồi này các bác này, vàng vàng sắp được gặt rồi đấy. Ở bên này thì bông nó mới thẳng thôi. Hãy. Phải nói là bố mẹ hàng xóm của ông của bác và bố mẹ của em Quyết ấy, rất là tốt bụng, giúp đỡ ông sò rất là nhiều. Cả những lúc mà ở nhà là không có gạo này các bác này thì cũng lên trên này để ăn cơm với Mạnh ấy. Có chó không mày? Hả? Có à? Hãy đi nhanh lên. Hãy đi nhà Quyết rồi. Ở nhà ông Quyên bố khỏe nhờ. Bố mẹ Quyên ở nhà không? Hả? Anh đi đâu rồi chị? Đi đám ma rồi. Đám ma rồi á? Hôm nọ em bảo chị ông có lên bảo với anh chị không? Hôm nay của em đi anh bảo mà. Thế thì cho ông sò dùng độ tầm 2-3 tháng chị nhá. Xong thì tiền điện như thế nào thì để em gửi cho ông sò. Đấy, cũng được sự đồng ý của chị rồi. Nhưng bây giờ là phải kéo dây điện đi xuống dưới đó. Cái dây điện là tổng của nhà chị từ đây đi à? Cái nguồn đấy. Ở đây thì chắc là làm phích cắm thôi ông nhỉ? Ông ấy làm phích cắm thôi không chị? Hôm nay anh của em đã bảo là cho nếu mà để đi thì làm phích cắm thế. À làm phích cắm à? Ừ. Vâng. Cho nối với cầu dao. Vâng. Thế thì em làm phích cắm đi nhá. Ừ. Cái phèn đúng rồi đâu. Không có đun nước đâu chị ơi. Chắc là em không kéo luôn. Em kéo dây điện luôn đây. Bố đi đâu có biết không Quyên? Không biết. Chắc là một tí kéo từ bên này đi thôi chị nhỉ. Để dây điện từ bên này đi thôi. Em xem chỗ nào đi dễ hơn thì. Vâng. Ai ngủ đây đấy Quyên? Hả? Quyết ngủ với ai ngủ? Hả? Đồ chơi hỏng hết chưa? Chắc là hỏng hết rồi nhờ. Hết pin rồi. Hết pin rồi à? Ồ, thế lần sau chú mua pin cho nhá. Nhá. Đấy Quân này bây giờ Quân với ông à. Kéo đi nhá. Hả? Về điền á? Ồ. Đang bù. Chắc là kéo từ nhà lên thôi ông ạ. Một tí nếu dư thì dư là để ở nhà. Thì nó mới kéo được. Vâng. Vâng. Thì em cảm ơn chị nhá. Vâng. Vâng. Lấy cả bóng về rồi em. Em lấy cả bóng về rồi.
Bóng thì chắc là bây giờ thắp ở dưới nhà cũng được. Lúc nào mà ông thắp thì em dưới kia em vẫn làm một cái ổ điện đó mà. Làm cái điện để dưới nhà. Phích mi mày đây. Mi. Ôi giời. Đúng. Mi chèo chèo. Phích hình như là chưa mua rồi ông ạ, Phích ấy. Này. Cái nốt bây giờ tiếng ăn thế nào nhỉ? Bố chí là na, năm bản chí nào. Từ ở đây đi xuống nhà Quyết thì đâu đó là tầm độ xuống nhà Mạnh có bác là được 100 mét. Ôi. Quá không cấm nữa. Hôm nay thì phải có thêm cả em Quân nữa thì kéo nó đi dễ dàng hơn các bác ạ. Nhưng mà hai người kéo thì nó lại phức tạp hơn. Nhìn không? Ừ. Cái dây đi ra đó. Cái dây điện này thì là mấy nữa cho được xé tận dụng lại để mà làm điện ở trong nhà luôn cô bác ạ. Cho nước sẽ không chọn cái điện khác nữa. Tiếng không? Thế là bây giờ kéo từ đầu nguồn xuống thì cái một cái khoản chi phí cũng khá là lớn cô bác ạ. Là sợ rằng là máy nước không có đủ. Vậy ở mấy xu xu bên ba trăm một quy nè. Hôm nay lấy thầm nước thầm cái bộ cá trô. Chị đi bên nào Quân? Đây từ bên này này em. Ra hẳn bên này đi. Ra hẳn bên này xong là kéo lên kia đi. Hẳn bên này đi, bên này. Lên, đưa đây, đưa đây. À, kéo thẳng đây là được rồi. Kéo thẳng đây là được. Đồ, vì vị chết. Sớm ba nàng. Nhóm một thằng nữa. Bắn lây, kể xem ra cái này chứ nàng. Vì nào, ông không được dạng, hơi... Ừ. Tình nữa mới dung vậy chứ, bà đây chứ khẩn hết à. Để nang nang được phúc à chị ạ? Ừ. Chị ở Quyết là chị kia bù không? Nó chỉ sủa đầu thôi, lúc đầu chưa quen nó sủa thôi chó ơi. Vừa ông lấy hôm qua là ông ấy lại Quân chặt cột hết rồi à? Vâng. Thế thì bây giờ ông cứ thả đi được rồi ông. Cứ cầm thả đi là được rồi. Để chú kéo đi rồi. Lên một tí nữa, rồi chúng tay chị rồi. Hôm nay lại quên mất là cái phích của cô bác. Tức là cái phích là để chiều nay cho nước xuống, cho nước xé mua cái phích để mà cắm sau. Mất một tí nữa. Thôi đùa em, tí nó dối đấy. Sao đấy không là tí nó dối. Đấy bà mới bỏ đi quên rồi á. Hả? Bà quên đi lại ở nhà chứ. Bố nào bà tao giả năng tài kiểu chứ phải tài bà mình bà quên mà. Thôi bà ơi. Đi còn qua hà sức phấn chứ, cắm xích chứ. Hay là gì gì được chưa ông? Bê được chưa ông ơi? Được rồi. Ông ơi thả tháng này xuống đi ông. Nó kia chắc chưa bụng mà. Rồi phố làm sầu qua đấy. Trời ạ, cả nó những quần này lông tay ấy. Ôi, cái này mắc đâu
Đấy, cái dây điện này thì là để mà hàn với lại cắt sắt thì rất là thoải mái các bác ạ. Thì ông nhá. Thẳng cái này xuống không? Vâng. Thẳng cái này xuống đúng không? Ừ, thẳng đây tí chắc là làm đây một cột rồi. Vâng. Đây thì gọi là lấy để cho nó trên cao thôi. Ừ. Thì trẻ con nó không thì ông để trên này cũng được này. Để trên cái chuối đó cũng được này. Chuối này làm gì nó chặt đâu. Chuối này chắc nó không chắc là tí đây cột. Vâng. Đây bên, một cột. Bên cho Quân xong chưa nhỉ? Chuyện này thở đây bè à? Cứ thả đi là được ông ơi, tí kéo được không ạ? Tí kéo đi là được rồi, bây giờ đi xuống lấy cột lên là được rồi. Quân này cứ để đấy đi Quân. Tí chị kéo lên là được mà. Đây nó có phải là không kéo được đâu. Ôi, ruộng này sắp được gạt rồi không? Được gạt rồi. Thằng từ chỗ đấy xuống không bây giờ ấy? Hả? Thằng từ đấy xuống à? Thằng đấy đi cái chỗ này đi thằng à. Cái sầm mọc cái dưới này. Rồi không? Thế thì phải check cho mày tí không ạ? Ừ. Ông cứ để đấy cũng được, một tí mình kéo được không ạ? Tí kéo luôn nó. Một tí mình buộc cái lâu xong mình kéo đấy cũng được. Tí dây bông à, bông lú này hỏng. À. Từ đây đi luôn đúng không? Từ chỗ dây nước rồi đúng không? Vâng. Nếu mà đi làm cột ở đây thì kéo thẳng đi cái cây. Kéo thẳng đi xuống kia luôn đấy không? Ừ. À, thế thì ông đi xuống kia đi. Xuống đường này. Xuống đường nào? Ừ. Đây. Ừ. Lúc này thì sắp được gặp rồi cô bác ạ. Ngày hôm nay thì có cả Quân đi cùng ở cháu Đức nữa cô bác. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà con chú chị ạ. Hôm qua Quân với ông là lấy cột xong hết rồi à? Vâng ạ. Đây để cho ông kéo dây điện đi. Hôm qua chặt được cây nhưng mà chưa lấy về trồng. Vâng. Chắc kéo thẳng. Kéo thẳng chắc... đến anh ạ. Kéo thẳng đi luôn. Vâng, bây giờ đây còn đây, tí nữa kéo lên như thế này. Đủ rồi. Thế đã, bây giờ đâu, ông lấy về đây. Ông cho qua cái này à? Ừ. Thế ông cầm cả cuộn vứt xuống luôn. Ừ, chỉ thôi. Đây, cháu làm cho. Ông thả đi, ông thả đi. Vâng ạ. Cái hồn tớ mới. Vô cao một thẻ này cả. Cuốn tớ rồi. Dạ. Vâng ạ. Hôm qua chặt được 4 cây anh ạ. Đây ạ. Bây giờ ông xuống dưới kéo, kéo nhá. Cháu treo lên trên này để xem thì nó có mắc không. Mắc không? Nếu mà mắc thì... Mắc ạ. Cháu sửa cho. Vâng ạ. Ôi, thế chăm mét là cũng vừa đến thôi không nhỉ? Vừa đến rồi. Chắc thử thử ít thôi. Nó dư ra thôi, ôi, 100 mét đẹp quá các bác ạ. Gì nhá ông? Ông để bộ lên cao đi nhé, cho bé cắn đấy. Ừ. Ông có buộc tạm như thế này không? Đấy, bây giờ để buộc lên thôi. Ừ, cái này.
tí lấy kéo dài ra thì vẫn còn thừa ấy, thừa nhiều. Ông phải lấy bộ con chắc luôn ông nhá. Ông phải tí mình kéo, kéo, mình làm cái kia, mình chạy đi kia kia. Xem bé ông qua, ông giả chưa? Chưa, họ lấy. Có toán lấy đi làm đường trên này, nó lấy đi nhà nó rồi. À, thế là ông đang giả vậy à? Ừ, chứ mong giả. Cái kéo điện này thì để cho máy nữa. Khi mà mấy anh em thợ đi xuống đây có bác thì còn có điện để mà cắt sắt, cắt ra mọi cái nữa. Bây giờ thì cháu Lực đang là xin anh xin bên nhà của bố mẹ của Quyết của bác ạ. Bố mẹ của Quyết thì rất là nhiệt tình, xin cái gì thì đều cho tới đấy. Đấy, nhưng mà ở đây thì mình chỉ là gọi xin kéo thôi, để còn về cái điện mình dùng bao nhiêu thì mình sẽ vẫn phải giả. Ông ạ, kiếm cái gì cho mình đi làm cuộn đi ông ơi. Vâng. Làm cuộn xong trồng lên đi. Vừa rồi cháu mua thiếu mất là cái phích điện rồi. Thì chứ mà... Cái phích là mình cắm vào ấy. Thì mai lấy về. Vâng. Đi đi. Tại bây giờ thì anh em gọi là chưa cần gấp máy đâu các bác ạ. Ở đây thì cháu Lực gọi chỉ là chỉ có làm mà trước thôi. Ôi à. Làm cái gì? Còn mới lấy chứ. Nó không có luôn, thì đi xe mà đứng rồi. Nó khô này nghĩ đủ. Giờ tôi khát rồi, éo lắm, tôi mình thế nào. Cái lực. Hà dê bệt chụp xí á. Làm thế anh chứ. Phải không dê? Ừ. Bà xa lầu lét vào. Cái đào cụt đâu? Ừ. Không biết là ông để đâu rồi. Trên này có không? Này cũng có bàn cũng họ lấy đi. Mấy chè rèo này mà. À, hiện tại thì cái nền nhà của ông ấy các bác ạ, thì cũng khá là rộng rãi rồi các bác. Đấy, còn là cắt thì anh em thợ là lấy được cũng tương đối là khá là nhiều rồi các bác ạ. Đâu đó là tầm độ chừng mà được hơn 9-10 khối rồi. Gọi là chỉ có mình nhìn cho ước lượng thôi để mà số lượng chuẩn thì vẫn chưa được. Đấy, còn là về cái cắt này các bác thì sẽ cho mấy anh em thợ là lấy bao giờ mà đủ cái ngôi nhà cho cháu Lực thì không có lấy nữa. Nên gọi là cũng khoán thẳng luôn cả cái phần cắt cho mấy anh em thợ là lấy. Lúc đầu thì cắt là cháu Lực là định lấy từ cái kia lên để mà đổ cái chỗ mà hôm nọ cháu Lực cùng với lại anh Trở Vật Liệu đấy các bác, để đổ gạch đấy đấy. Hay nhưng mà do cái quãng đường ở đây xa quá thì thôi thì không có lấy ở trên kia nữa, để lấy cho mấy anh thợ là lấy ở dưới này. Mấy anh em thợ thì tận dụng gọi là tạo công ăn việc làm cho mấy anh em thợ để mà làm luôn. Có không? Không thấy á? Là Quyết viên trên có sao beng không? Không có đâu. Tức là chắc là làm như này, cái này đi chọc đúng không? Ừ. Dạ. Chọn. Làm cái đấy để mà chọc thôi. Rồi. Vậy thì chọn. Lúc không cần đến thì lúc nào cũng thấy, mà lúc cần đến thì không biết là đi đâu rồi. Hôm nọ đào à. Có thể là hôm nọ dọn dẹp là để vào trong những cái phần là dưới cái... là cái đống củi này. Này toàn xà beng, toàn cuốc cái xẻng, có cả súng nữa này. Dao đi ông ơi. À, tìm thấy rồi không? Không tìm thấy là không có gì đào đâu ấy nhở.
Tìm mà mãi mới thấy cô Quang ạ. Đôi lúc là Mạnh nó nghịch ấy. Thực ra là Mạnh để đâu không biết. Ôi vừa rồi còn để bóng đèn cho Mạnh cầm nữa chứ. Không tí là Mạnh chơi để đâu thì. Đi xuống đường này đi Quân. Không biết là màu gì nữa. Eo là gì à? Tí vác sau không ơi, không vác được ơi. Khó lắm. Vác nó khó ấy, đi nó khó. Thôi may là hôm qua em Quân với ông là còn đi lấy cây cột trước rồi các bác ạ. Cái cột ông đang vác thì chắc là để tít trên chỗ Mạnh Quyết thôi không nhỉ? Ông nhờ, có thấp đây. Cột này thì đấy không? Cột để đây một cột ông nhá. Chỗ đây chớp nhỉ. Hả? Cột ông ấy lên trên kia. Cột này phải cao chứ ông? Cột ông thấp để trên kia, để trên cùng nhất kìa. Hai cột này thì cao thì nó mới ra kia nó mới được. Ra kia tí theo cháu thì con phải chắc là phải để dưới đây một cột hơn đấy. Ông vác lên đi không? Vác lên cho Mạnh đi. Thấp quá nhỉ. Hả? Cái cột thấp kia thì mình để chỗ cao đi không ạ? Đấy, xong rồi có chỗ cột của Quân thì để đúng cái chỗ góc của Quân bên trên nè. Cái cột này à? Quân này để trên thôi, đây nó làm dụng. Cột của Quân để trên mà. Vâng. Vác đi Quân. Vác lên kia. Lên trên kia. Đấy, đến cái mùa vụ của bà con sắp gặt rồi cho nên là để thế nào mà không có vương vướng một chút các bác ạ. Đấy, để chỗ đấy ấy. Xem túi này cái đấy chứ nhỉ? Nó chắc hơn. Cầm nó. Cột của ông thì để thửa kìa, thửa chỗ để trong cỏ kìa. Trong quả tí đấy, cột dưới này về. Cột dưới kia không? Ở cột đây đấy, cột cái chậu nó không chắc mấy gì, đấy để kia. À, cái này thì làm mấy tháng rồi mà ông, tầm độ 2 tháng, 1 tháng rồi mà. Chỉ đào ở đây thôi mà. Cột cái chậu này thì nó chỉ được tầm thế thôi. Lâu quá thì nó cũng chả được đâu. Đấy. Chỉ có nó thì... Đào cột này trước không? Hả? Đào cột này trước xuống đi không? Làm từ trên này xuống xuống đi. Xong rồi tí bắt đầu buộc từ trên này xuống đi. Cột đào. Tí đào cột nào xong là cột đấy vừa trồng vừa đi luôn không ạ? Thì có thớp đấy mà nữa. Đây thời tiết thì bây giờ khá là nắng nóng không bác? Nắng nóng. Mày ơi đừng để cái kia dính nước nhá. Nhá. Đang khắp bên. Nhớ cần quấn à, cầm lại nhớ, hô lông tí. Này là nó cao phải quỳ cái đây rồi nè.
cả bài một quỳ tiếng luôn ta đây nào cầm quỳ nó này thì cả đừng phải lắm này cả hả cầm lên cô có thấy chỗ ổn này à chị ơi cỡ thử mấy cây trở lại đi đi cái này ấy làm bắt này nọ bắt này nọ không bắt đây về mấy tấu quần nọ à quần rồi quần này lấy cái cây này ra xong à đẩy đẩy nó lên cho anh đẩy nó lên qua qua cái đúng là ở dưới cái khốc đây cái gặp ngắm bài thi dạ vậy xong rồi đẩy đẩy thêm một vòng nữa đi xin kia đi. Đấy vào rồi được rồi đấy. Ông đi xuống dưới đi đây đấy. Bây giờ đi đào đúng chỗ kia một cột đâu mà cái chỗ vừa kia cột này thì bây giờ bỏ đi cầm dao nhá quân này quân này điện đi đi ông ta làm đây còn xuyên leo có liu trời à cái chế đó mà vâng cứ kéo đi đi tí đi rồi bây giờ cho nó chắc cái cột này trèo lên cả cái cột kia đi quân này xong rồi buộc buộc lại đấy anh cứ thả đi xong trèo trèo lên cột đá xong rồi buộc lại đấy phải kiếm dây đi theo nhá không là trèo lên cây xong rồi khô dây lại xuống đấy chắc chưa ông chắc mấy rồi bây giờ là phải có đá ông phải xem đá nhỏ nhỏ ấy ôi nhưng mà có trao không rồi thế thôi cột điện là mình chỉ làm được thế thôi kéo cho cao lên đi để cao lên đi để hẳn cao lên đi để cho cái chỗ đấy nó không thấp xuống treo hẳn lên cái chỗ chữ V ấy. Thật nhá không được thì để đằng sau em ấy đi câu lắm rồi thế được rồi đấy được chưa ông thôi rồi ông ạ hết rồi đây đây bây giờ thì cũng kéo xong là về cái phần cột điện rồi các bác. Bây giờ những cái này thì cháu Lực chỉ có làm là đơn sơ một chút thôi các bác. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm các bác nhé. Tại vì là mình không tận dụng được lâu, mình chỉ độ tầm được một tháng nó quay đầu thôi. Cái nguồn nước của ông thì hôm nọ là đã xây một tí nào cho ông? Cái nguồn đấy vẫn có nhiều nhỉ? Không xây đâu. Bây giờ mình xây thì mấy nữa lại cột cái nguồn này nó cạn là mình lại không kéo được con nguồn khác ấy. Đấy, may là hôm qua là không mua 200 mét đấy các bác, mua 200 mét thì còn dư ra thêm một cuộn nữa đấy. Này thì cái dây điện này các bác này thì mấy anh em thợ cũng có nói với cháu Lực rồi, nói rằng là nếu mà lúc nào mấy anh thợ dùng cái máy tời tời trên kia xuống ấy thì mấy anh thợ sẽ mượn dây của cháu Lực các bác. Hôm nay thời tiết nắng quá nhiều nhỉ. Phải mong rằng là cái thời tiết cứ như thế này ủng hộ cháu Lực độ tầm là 2-3 tuần đấy các bác, thì cháu Lực cả vận chuyển hết vật liệu vào trong vào nền nhà của hai con cháu đó. Lợn con này. Chí luôn. Được thắp đáng này.
Nó có cái con gì cứ đốt đấy, trâu ông ấy. Được một bò con. À. Sao đấy mày? Nắng à? Hả? Nào không được cầm dao thế, bỏ ra. Đôi lúc là trẻ con là không quát một chút là không được các bác ạ. Cầm dao là hôm qua mới thấy là bị một phát ở tay rồi. Mày cầm để đây à? Hả? Phải đây không? Qua là mua một cái bóng điện nữa này. Đuôi thì cũng có rồi. Quân thả cái dây điện ra cho anh. Bây giờ ông đi đào thêm ra kia một cột ông ạ. Cái kia lấy buộc đúng không? Rồi thế rồi thì được rồi. Không là lấy buộc như thế thì nó bị tuột đi ạ. Thả hết ra cho anh xong tí ấy xong. Tay của mạnh là bị làm sao đấy không? Ông ngồi đây nghỉ ngơi một tí đâu. Không biết à? Nghỉ cái gì không biết? À, không được làm, đừng làm hỏng nhá, đừng có mang đi nhúng nước nhá. Cái này thì cháu được mua là bóng này là không phải là bóng thủy tinh các bác ạ. Cái này cứ làm như thế đâu ông ạ, chắc là cháu phải à. Để lúc nào có dây rồi thì ấy sau ông ạ, cái này nhá. Rồi bây giờ cháu làm cái ổ điện đã. Đừng có mang đi ra suối nghịch nhá. Được chưa? Rồi. Chứ không là tí mà suối là đi đựng nước ấy. Để một tí chiều cháu xuống thì cháu lại lấy thêm cái phích cắm ở trên nhà của Quyết nữa không ạ? Có điện là đừng có lấy dao chặt cái này nhá. Ồ, cầm dao chặt cái này là đi gặp ông bà ông vải luôn đấy. Nhờ. Không dặn là thưa cô bác ạ, sợ rằng là bé Mạnh dùng dao để mà chặt đấy. Chặt là cái dây điện này thì. Thế hôm nay là có đi chợ không hôm nay ấy? Ở nhà một mình khác ở nhà không mẹ? Cho nó một dây thiệp với gói mì tôm mình ở nhà đây. Cho một dây thiệp với gói mì tôm ở nhà đây à? Ây giờ thế là cũng phải là lấy, cũng phải là có cái gì thì mới ở nhà đấy nhờ. Quân lấy dao cho anh nhé. Để đây cho chú. Chắc là hôm nay ở nhà nghịch dao đấy không ạ? Ủa? Dao nhỏ không chạy. Mai không sắp. Thế bật lửa cho chú nào, bật lửa cho anh. Chú là anh. Đâu, lên nào. À đây, lên. Đấy. Nhờ cháy bé tí nhờ mày. Bị gà rồi. Không sợ à? Toát lên mồ hôi rồi.
con cá. Con voi, con voi. Này thì rất là sơ suất là bị chán á. Tại là không có mua xích điện của bác ạ. Quên á, tại nếu mà như cần gấp là phải chạy đi lấy đấy các bác, nhưng mà cũng chưa cần gấp mấy. Cổ đeo rất là nhiều dây này. Dây bạc không có mà dây chỉ cũng có. Đây chú lấy cái dây này đeo cho này. Đeo cho một dây nữa nhá. Cho nhiều dây ấy, cho nên dây vàng ấy. Cái dây này thì là trong đấy có đồng rất là nhiều các bác ạ. Xem nào, dây này thì là xem nó là bao nhiêu. Dây đồng nặng, dây đồng nhiều lắm, dây này. Dây này là 20 x 25. Quân đang dạy mạnh hò à hả? Sang năm sau là mạnh đi vào lớp 1 rồi các bác ạ. Cà chua là cái nào? Trứng là cái nào? Đồng hồ là cái nào? Cái này là gì? Đồng hồ. Con trứng là con nào? Con gà mà. Chim ở đây mà. Chim ăn bướm mà. Quất. Đây đây. Thì rùa. Con gì? Ốc gì? Vừa rồi nóng quá không nhỉ vừa rồi ấy. Ốc gì? Sao như kiểu là sắp say nắng ấy vừa rồi ấy. Thuyền. Xe đạp, xe máy. Voi. Con bò. Con lợn. Lợn ra đây. Lợn ra đây. Gà ra đây. Ô. Con voi. 1, 2, 3, 4, 5. Đâu. Thế bây giờ nếu mà ở trên kia cắm điện xuống là có thể là dùng được rồi đấy cô bác ạ. Nhưng mà trên kia chắc là chưa có phích điện cho nên là mẹ Quyết thì chắc cũng chưa dám cắm. Cái chuỗi hiếu các cổ đâu? Hiếu các cổ đây. Cặp chú ở đâu? Mày ơi! Mày á? Mày! Đinh của chú đâu hết rồi? Đinh của anh đâu hết rồi? Để trong vỏ đi. Hả? Để đâu? Cho anh nhặt. Để đâu? Để nhặt cho anh. Để đâu? Ở đâu? Ở đây à? À. Đấy, sau mình có một đinh đâu à? Đốc cải là cái nào? Đốc cải. Su su đâu? Su su đây. Cái xẻng ở đâu? Cái cuốc ở đâu? Su nước ở đâu? Đấy, bây giờ là đi cắm điện về là dùng được đấy không ạ? Đây là có gì? Này lúc mà có điện vào có đây. Mưa không? Ông đừng có để phích ở đây bên ngoài nhá. Sợ rằng nó bị phải. Chập ấy. Đây. Lúc mà mình cầm ấy. Thế còn cái bóng đèn này thì ông cất đi cho cháu nhá. Đây là cái gì? Để chiều cháu xuống thì cháu làm sau. Đây. Con gì? Đây con gì? Con gì? Con kiều.
Con nhím là con nào? Nhím. Nhím. Treo đây cho ông ấy nhá. Nhím ở đâu? Mưa ông cầm vào cháu nhá. Thôi bây giờ thì nếu mà có quạt ở đây thì là quạt được đấy cô bác ạ. Hàng tưng á? Nóng quá à? Lấy vào tính nung bảo là hàng tưng. Đấy. Bút ở đâu? Bút ra. Đây, ông ngồi đây. Ông nhớ là bóng đèn được để cho mạnh nhìn nhá. Sợ rằng là ở đây là hai cái cuộn băng dính nữa. Hai cuộn băng dính này thì cháu sẽ để lại đây một cuộn thì cháu sẽ cầm về để lúc nào mà tiếp tục là đi xuống thì sẽ lại dùng thêm, chứ không là để đây là mạnh mang đi đâu nghịch ấy. Bây giờ trẻ con rồi bác, trẻ con thì không thể tránh khỏi được là những cái món đồ mà các em nghịch cả. Đấy, hôm nay thì đi xuống thì cũng kéo cái phần điện sau cho các bác. Còn là về những cái cột thì cháu Đức cũng chỉ làm sơ sài thôi. Tại vì sợ rằng là mấy anh em thợ lại mượn dây điện này để mà lên trên này. Tời cái máy tời xuống đấy các bác. Hôm nọ thì cũng có nói qua với lại mấy anh thợ một chút rồi. Ông thì tránh là đừng để mạnh là chặt nhá. Lúc mà đang có điện thì là có thể là giật chết người đấy. Còn không có điện thì không sao. Nhưng mà chẳng may là người đằng sau mà cầm vài cái là giật. Điện thì cũng rất là nguy hiểm của bác ạ. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị ở trên kênh đã đồng hành cùng cháu Lực của bác nhá. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tới bác Xuân Vũ. Quên là chưa nói với ông, hôm qua thì bác Xuân Vũ lại tiếp tục là một mạnh thường quân là ở bên Úc, là gửi cho ông là thêm 5 triệu nữa để vào quỹ làm nhà. Đấy, cũng mong rằng là trong thời gian tới thì sẽ nhận được sự yêu quý và sự đồng hành của các bác là nhiều hơn, trợ duyên của các bác giúp đỡ cho hai ông cháu. Có lẽ là thước phim này cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng xin được là ghi hình ở đây thôi các bác, dừng ghi hình ở đây thôi các bác ạ. Và tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Em Bản Em. Xin chào các bác. Xin chào các chị, các bác, các chị nhá. Xin chào tạm biệt các ông các bà. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà của chính trị ạ. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.